Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với chương trình 1800 câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng. Hôm nay chúng ta sẽ học tới tập 21. Tỷ ở sử y chỉ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các câu sau đây. Ta rấn bú chỉ xẻo rấn của. Bú chỉ là không ghi nhớ. Xẻo rấn là kẻ tiểu nhân. Của trong từ của chua nghĩa là lỗi sai hoặc sai lầm. Ta rấn bú chỉ xẻo rấn của. Người quân tử không chấp với kẻ tiểu nhân. Câu thứ hai, ní nả lái nà mơ tua vây sầm mơ ạ. Ní nả lái, bạn lấy đâu ra, nà mơ tua vây sầm mơ ạ. Lắm câu tại sao như vậy. Ní nả lái nà mơ tua vây sầm mơ ạ. Câu tiếp theo, ủa chỉnh cao nị ạ, bú yào chia rù bía rấn tở sư sư. Ủa chỉnh cao nị ạ, tôi cảnh cáo cậu nhé. Chỉnh cao nghĩa là cảnh cáo. Bú yào, đừng có. Chia rủ, xen vào, bía rấn tợ sư sư. Sư là tư, tức là riêng tư. Sư là việc hoặc là chuyện. Sư sư là chuyện đời tư. Bía rấn tợ của người khác. Ủa chỉnh cao nị à, bú yào chia rủ bía rấn tợ sư sư. Câu tiếp theo, mấy sư, máng nị tợ bà. Mấy sư, không sao. Máng nị tợ bà, bạn cứ bận việc của bạn đi. Mấy sư, máng nị tợ bà. Câu tiếp theo, nì máng chùy bà, chưa lì ủa lái chiều xỉnh lở. Nì máng chùy bà, ý là bạn cứ đi làm việc của bạn đi. Chưa lì, việc ở đây, ủa lái để tôi lo, chiều xỉnh lở là được rồi. Nì máng chùy bà, chưa lì ủa lái chiều xỉnh lở. Câu tiếp theo, chưa rấn não tự yếu tiền bú chân trắng. Chưa rấn người này, não tự đầu óc, yếu tiền có một chút. Bú trừng tráng không bình thường. Chưa rấn não tử yếu tiền bú trừng tráng. Câu tiếp theo. Chứng niên rấn tợ sân hủa lỉ mấy yếu rúng y ơ tử. Chứng niên rấn tợ sân hủa lỉ. Lỉ là trong, sân hủa là cuộc sống. Chứng niên rấn tợ của người trưởng thành. Mấy yếu không có. Rúng y ơ tử. Ơ tử là hai chữ. Rúng y dễ dàng. Chứng niên rấn tợ sân hủa lỉ mấy yếu rúng y ở chữ. Câu tiếp theo. Ủa mân tàn sư sư yếu quý chữ đỡ. Hùng bao, ủa mân bù sâu. Ủa mân bàn sư, chúng tôi làm việc. Sư yếu quý chữ đỡ là có nguyên tắc. Hùng bao là hồng bao, tức là phong bì. Ủa mân bù sâu, chúng tôi không nhận. Ủa mân bàn sư sư yếu quý chữ đỡ. Hùng bao, ủa mân bù sâu. Câu tiếp theo. Bú yào cân ủa thí chờ xia, ủa chế tờ ửa xin. Bú yào đừng, cân ủa thí là nhắc đến với tôi, chờ xia những điều này. Bú yào cân ủa thí chờ xia, đừng nhắc đến những điều này với tôi. Ủa chế tờ, tôi cảm thấy, ửa xin, buồn nôn, tức là tôi cực kỳ phản cảm với những điều này. Bú yào cân ủa thí chờ xia, ủa chế tờ ửa xin. Câu tiếp theo, nỉ ạ, chịu chứ tờ hoa chén. Nỉ à, con ấy à, chịu chứ tạo, chỉ có biết, hoa chén, tiêu tiền. Nỉ à, chịu chứ tạo, hoa chén. Câu tiếp theo, nỉ chứ có vấn thí, vấn tớ hảo. Nỉ bạn, chứ có vấn thí, câu hỏi này, vấn tớ hảo, hỏi rất hay. Nỉ chứ có vấn thí, vấn tớ hảo, bạn hỏi câu này rất hay. Câu tiếp theo, nỉ mấy yếu chứ cứ, chạy chưa lì xua hoa. Nì mấy yếu, bạn không có. Chư cửa, tư cách. Chạy chưa lì, ở đây. Xua hỏa, nói hoặc nói chuyện. Nì mấy yếu chư cửa, chạy chưa lì xua hỏa. Câu tiếp theo. Tha sư bì chào giảng chiêu tờ dân. Tha sư, anh ấy là. Bì chào giảng chiêu tờ dân. Đây là cụm danh từ. Dân là người. Bì chào khá là. Giảng chiêu, chỉnh chu. Một người rất là giảng chiêu, tức là một người rất là chỉnh chu và có ý là hơi kỹ tính. Ví dụ như là áo nào phải đi với quần nào, phải đi với giày nào, hoặc là quần áo phải luôn luôn gọn gàng, nhà cửa phải luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Đó là một người giảng chiêu. Tha sư bì giao giảng chiêu tờ dân. Câu tiếp theo. Zài nì tờ xin lì miền, ủa hứa quáng miếng, sấy chinh, sấy trùng à? Zài sầm mà lì miền là ở trong gì đó. Nì tật xin, trái tim em hoặc lòng em. Ủa hứa quáng miếng, anh và Vương Minh.
谁轻爱捏谁重爱囊。在你的心里面，我和王明谁轻谁重啊。Câu tiếp theo, 你真神了，你怎么什么都知道？你真神了，cậu đúng là thần rồi đấy. 你怎么sao cậu什么都知道，cái gì cũng biết thế. 你真神了，你怎么什么都知道？ Câu tiếp theo, 你们是黑店吧？太坑了吧？ 你们是các bạn là黑店吧？店là cửa hàng, cửa hiệu hoặc là quán. Khay đứng trước một cái từ gì đó thường là thể hiện ý không tốt, mang nghĩa không tốt. Khay tiền là quán lừa bịp khách hàng. Nì mân sư khay tiền bà, các bạn là quán lừa bịp khách hàng đấy à. Thay không là bà, ăn chặn quá đấy. Không nghĩa là ăn chặn hoặc là lừa gạt tiền hoặc vật chất của người khác. Nì mân sư khay tiền bà, thay không là bà. Câu tiếp theo, 我和他的感情已经无法挽救了。我和他的感情, đây là cụm danh từ, 感情, tình cảm. 我和他的, giữa tôi và anh ấy, 已经, đã, 无法 là không có cách nào, 挽救 là cứu vãn. 我和他的感情已经无法挽救了。Câu tiếp theo, 他跟我提出分手, 但是我想挽回他。Thí chu là nêu ra điều gì đó, phân sầu là chia tay. Tha gen wo thí chu phân sầu, anh ấy nói chia tay với tôi. Dàn shi nhưng, wo xiang tôi muốn quản hồi tha, níu kéo anh ấy trở lại. Tha gen wo thí chu phân sầu, dàn shi wo xiang quản hồi tha. Câu tiếp theo, wo jue de ni bu yong hua zhuang jiu yi jing hen piao liang. Wo jue de anh cảm thấy nǐ bú yòng, em không cần, hòa zhuāng, trang điểm, jiù yǐ jīng, thì đã, hěn piào liǎng, rất xinh đẹp. Wǒ jue de nǐ bú yòng hòa zhuāng, jiù yǐ jīng, hěn piào liǎng. Câu tiếp theo, yǒu jù huà, bù zhī dào, dāng jiǎng, bù dāng jiǎng. Yǒu jù huà, có một câu nói, bù zhī dào, không biết, dāng jiǎng, có nên nói, bù dāng jiǎng, hay không nên nói. 有句话不知道当讲不当讲。Câu tiếp theo, 哪有这么颠倒黑白的？哪有đâu có. 这么 là như thế này, 颠倒 là đảo lộn, 黑白 là trắng đen. 哪有这么颠倒黑白的? Làm gì có đảo lộn trắng đen như vậy? Câu tiếp theo, 生活就是演戏, 演得好是喜剧。演不好是悲剧。生活过生就是情啦。演戏演戏。演得好演tốt是喜剧là hài kịch, tức là kịch vui. 演不好演không tốt是悲剧 là bi kịch. 生活就是演戏演得好是喜剧演不好是悲剧。Câu tiếp theo,你脚受伤了，明天的比赛你不要去了。你脚 tức là你的脚chân của bạn 受伤了 bị thương rồi. 明天的比赛 比赛 là cuộc thi đấu. 明天的 ngày mai 你不要去了 bạn đừng đi nữa. 你脚受伤了，明天的比赛你不要去了。Câu tiếp theo.我的妆是不是太浓了？我的妆，妆 là lớp trang điểm. 我的妆 lớp trang điểm của tôi 是不是 có phải là 太浓了 đậm quá không? 我的妆是不是太浓了？ ý là có phải là tôi trang điểm đậm quá không? Câu tiếp theo, 说谎话鼻子可是会长长的，知道吗？说谎话 nói dối, 鼻子 cái mũi, 可是 đây không phải nghĩa là nhưng mà dùng để nhấn mạnh, 会 sẽ, 长长 là mọc dài ra, 知道吗? Có biết không? 说谎话鼻子可是会长长的, 知道吗? Câu tiếp theo, 人靠衣裳马靠鞍, 人 con người, 靠 dựa vào,
y sản quần áo. Giám khảo y sản ý là con người đẹp được là nhờ vào quần áo. Mã con ngựa, khảo dựa vào, an là cái yên ngựa. Mã khảo an tức là con ngựa đẹp được là nhờ cái yên. Giám khảo y sản, mã khảo an, tiếng Việt chúng ta thì nói là người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân. Câu tiếp theo, 你们刚才的讲话我都听到了。你们刚才的讲话, đây là cụm danh từ, 讲话 là cuộc nói chuyện. 你们 của các bạn, 刚才的 lúc ban nãy, 我都 tôi đều, 听到了 nghe thấy hết cả rồi. 你们刚才的讲话我都听到了. Câu tiếp theo, 你别忙了，坐下来吃水果吧. 你别忙了, bạn đừng bận nữa, tức là bạn đừng làm nữa. 坐下来, ngồi xuống. 吃水果吧, ăn hoa quả đi. 你别忙了，坐下来吃水果吧. Câu tiếp theo, 承认吧，早说晚说还不都得说. 承认吧, hãy thừa nhận đi. 早说, nói sớm. 晚说, nói muộn. 还不都得说, nghĩa là chẳng phải cũng đều phải nói hay sao. 承认吧，早说晚说还不都得说. Câu tiếp theo, 你怎么可以说这么没良心的话? 你怎么可以, sao bạn lại có thể? 说, nói, 这么没良心的话, đây là cụm danh từ, hoa là lời nói hoặc những lời nói, mấy liáng xin là không có lương tâm. 这么没良心的话, những lời không có lương tâm như vậy. 你怎么可以说这么没良心的话? Câu tiếp theo, 你要留点嘴德啊. 你要, bạn phải. Liếu là giữ, tiệm một chút. Chuẩy là cái miệng, tứ là đức. 你要留点嘴德啊. Bạn phải giữ chút đức cho cái miệng của bạn nhé. Còn tiếng Việt chúng ta bây giờ hay dùng từ khẩu nghiệp, chúng ta có thể dịch là đừng có khẩu nghiệp nhé. Câu tiếp theo, 怎么那么繁琐呢? 怎么, sao mà, 那么, như thế. Phán sủa tức là rất là lằng nhằng, rắc rối, nhiều những cái vụn vặt. Ví dụ như là khi bảo chúng ta đi làm cái thủ tục gì đó mà phải chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia chẳng hạn. 怎么那么繁琐呢? Câu tiếp theo, 之前是之前,现在是现在 mà. 之前, trước đây, 是之前 là trước đây, 现在, bây giờ, 是现在 mà, là bây giờ mà. 之前是之前,现在是现在 mà. Câu tiếp theo, 他这么欺负你,我那一拳就算轻的了. 欺负 là bắt nạt. 他这么欺负你, hắn ta bắt nạt em như vậy. 我那一拳, cú đấm đó của anh. 拳 là cú đấm. 就算, được coi là, được tính là. 轻的了, nhẹ rồi đấy. 他这么欺负你, 我那一拳就算轻的了. Câu tiếp theo, 对不起,我刚才太冲动了. 对不起, xin lỗi, 我刚才, tôi ban nãy, 太冲动了, kích động quá. 冲动 nghĩa là kích động, tức là làm việc gì đó mà thiếu suy nghĩ, làm một cách rất là hổ đồ, và thường là sẽ gây ra những cái hậu quả không tốt. 对不起,我刚才太冲动了. Câu tiếp theo, 你有什么要解释的吗? 你有什么, bạn có gì, 要, muốn, 解释的吗? Giải thích không? 你有什么要解释的吗? Câu tiếp theo, 你对公司的决定有什么看法吗? 你, bạn, 有什么看法, có suy nghĩ gì? 对公司的决定, về quyết định của công ty. 决定 là quyết định, 公司的 của công ty. 你对公司的决定有什么看法吗? Câu tiếp theo, 树要皮,人要脸啊. 树, cái cây, 要, cần, 皮 là cái vỏ. 人, con người, 要, cần, 脸 là cái mặt, tức là nói đến sĩ diện. 树要皮,人要脸啊. Câu tiếp theo,
我真不想相亲，我现在一个人的生活挺好的。 我真的thực sự不想không muốn相亲 là đi xem mặt. 我现在一个人的生活, đây là cụm danh từ, 生活, cuộc sống. 我现在, tôi bây giờ, 一个人, một mình. 我现在一个人的生活, cuộc sống độc thân của tớ bây giờ, 挺好的, khá là tốt. 我真不想相亲, 我现在一个人的生活, 挺好的. Câu tiếp theo, 你的车挡道了. 你的车, xe của bạn, 挡 là chắn hoặc là chặn hoặc là ngăn, 道 là đường, 挡道了, chắn đường rồi. 你的车挡道了. Câu tiếp theo, 我最近太忙了，没时间收拾房间，所以很乱. 我最近, tôi gần đây, 太忙了, quá bận rộn. Mấy sứ chiên, không có thời gian. Sâu sự, dọn dẹp. Phán chiên là căn phòng. Sâu sự phán chiên, dọn dẹp nhà cửa. Suối, cho nên. Hẳn loạn, rất lộn xộn. 我最近太忙了, mấy sứ chiên sâu sự phán chiên, suối hẳn loạn. Câu tiếp theo, 我想进去看一下，不知道是否方便. 我想, tôi muốn. Chìn chỉ, đi vào trong. Khan ý xia, xem một chút. Bù chứ tạo, không biết. Sư phẩu là có gì đó hay không. Phang biện, tiện hoặc thuận tiện. Ủa xiang chìn chỉ khan ý xia. Bù chứ tạo, sư phẩu phang biện. Câu tiếp theo. Nì khan khan, nì tập phán chiên. Xiang bú xiang cửa cổ ua. Nì khan khan, con xem. Nì tập phán chiên, căn phòng của con. Xiang bú xiang, có giống cái gì đó hay không? Cửa ý là một cái. Cẩu ua, ổ chó. Ua là cái ổ hoặc cái tổ. Nì khan khan, nì tờ phán chiên, xiang bú xiang cửa cẩu ua. Câu tiếp theo. Cấy nì 30 phân chung, bả phán chiên sâu sự họ. Cấy nì cho con, 30 phân chung, 30 phút. Bả phán chiên sâu sự họ. Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước, sâu sự là dọn dẹp, phán chiên căn phòng, hảo tức là cho xong hoặc là làm cho tốt. Cấy nỉ 30 phân chung, bả phán chiên sâu sự hảo. Cho con 30 phút dọn dẹp cho xong căn phòng đi. Câu tiếp theo, nỉ cán chỉnh chú chỉ, bù rán ủa bảo chỉnh. Nỉ cán chỉnh, anh mau, chú chỉ, đi ra khỏi đây, bù rán nếu không. Ủa bảo chỉnh, tôi sẽ báo cảnh sát. Nì cán chỉnh chú chỉ, bù rán ủa bảo chỉnh. Câu tiếp theo, vân nì hoa nở, xua hoa ya. Vân nì hoa nở, hỏi cậu đấy, xua hoa ya, cậu nói đi. Vân nì hoa nở, xua hoa ya. Câu tiếp theo, nì yào chí phụ ủa tì tì, mấy mấn. Nì yào, mày định, chí phụ bắt nạt. Ủa tỷ tỷ, em trai tao, mấy mớ, tức là không có cửa đâu, và tiếng Việt chúng ta thường nói là đừng hòng. Nǐ yào qī fǔ wǒ tì tì, mấy mớ. Câu tiếp theo, shàng cì jiè wǒ de qiān hái měi huǎn, zhè cì you yào gēn wǒ jiè qiān, mén dòu měi you. Shàng cì jiè wǒ de qiān, đây là cụm danh từ, qiān số tiền, shàng cì lần trước. Chiên của tớ, nợ của tớ. Chiên nghĩa là nợ. Sàng chữ chiên của tớ chiến, số tiền lần trước nợ tớ. Hái mấy hoán, vẫn còn chưa trả. Chưa chữ lần này. Yêu yỏ, lại đòi hoặc lại muốn. Cân của chia chiến, vay tiền tớ. Mấn tớ mấy yỏ, cửa cũng không có đâu. Và tiếng Việt chúng ta nói là đừng có mơ. Sàng chữ chiên của tớ chiến, hái mấy hoán. Chưa chữ yêu yỏ cân của chia chiến. Mến đâu mấy yỏ. Và câu cuối cùng trong bài hôm nay, Huân yên sư lấn sân ta sư, ý định yỏ hào hào khảo lưu chính chủ. Huân yên hôn nhân, sư là lấn sân ta sư. Ta sư là đại sự, lấn sân của đời người. Huân yên sư lấn sân ta sư, hôn nhân là chuyện đại sự của đời người. Ý định yỏ nhận định phải, hào hào khảo lưu chính chủ.
Hảo hóc đứng trước động từ có nghĩa là làm gì đó cho thật tốt, làm gì đó cho kỹ càng, cẩn thận. Khảo lũy nghĩa là suy nghĩ hoặc là xem xét, chính chủ, rõ ràng. Hảo hóc khảo lũy chính chủ, suy nghĩ cho thật kỹ. Hôn nhân sự lần sinh đại sự, ý định nhỏ hảo hóc khảo lũy chính chủ. Và thưa các bạn, đến đây thì chúng ta đã phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại từng câu của bài hôm nay với bạn Linh Sĩ Yên nhé. Bye bye! 大人不计小人过。 你哪来那么多为什么啊? 我警告你啊,你不要介入别人的私事。没事,忙你的吧。你忙去吧,这里我来就行了。这人脑子有点不正常。 成年人的生活里没有容易二字。我们办事是有规矩的，红包我们不收。不要跟我提这些，我觉得恶心。你呀，就知道花钱。你这个问题 问得好，你没有资格在这里说话。他是比较讲究的人，在你的心里面，我和王明，谁轻谁重啊？你真神了，你怎么什么都知道？你们是黑店吧？ 太坑了吧！我和他的感情已经无法挽救了。他跟我提出分手，但是我想挽回他。我觉得你不用化妆就已经很漂亮。有句话不知道当讲 不当讲，哪有这么颠倒黑白的？生活就是演戏，演得好是喜剧，演不好是悲剧。你脚受伤了，明天的比赛你不要去了。我的妆 是不是太浓了？说谎话，鼻子可是会长长的，知道吗？人靠衣裳，马靠鞍。你们刚才的讲话，我都听到了。你别忙了，坐下来 吃水果吧。承认吧，早说晚说，还不都得说？你怎么可以说这么没良心的话？你要留点嘴德啊！怎么那么繁琐呢？ 之前是之前，现在是现在嘛。他这么欺负你，我那一拳就算轻的了。对不起，我刚才太冲动了。你有什么要解释的吗？你对公司的决定 有什么看法吗？树要皮，人要脸啊！我真不想相亲，我现在一个人的生活挺好的。你的车挡道了，我最近太忙了，没时间收拾房间，
所以很乱。我想进去看一下，不知道是否方便。你看看你的房间，像不像个狗窝？给你30分钟，把房间收拾好。你赶紧出去，不然我报警。问你话呢，说话。你要欺负我弟弟，没门儿。上次欠我的钱还没还，这次又要跟我借钱，门都没有。婚姻是人生大事，一定要好好考虑清楚。